đừng khóc, trái tim của anh đau lắm. Anh chỉ muốn trên đôi môi em nở nụ cười xinh. Cuộc đời như sóng gió, đừng lo có anh đây mà. Ngày dài sẽ trôi qua, anh biết tổn thương người quá nhiều. Một tay lau nước mắt, một tay ôm lấy em chặt từ nay mãi về sau. Và anh hứa sẽ không buông tay, có anh ở đây. Từ nay nước mắt em chẳng cần từ lâu, vì đã có anh ở phía sau em này. Một tay để ôm em, một tay để lau nước mắt. Cầm tay anh em nhé, đừng lo tháng năm sau này. Mạnh mẽ mãi làm chi, là con gái cũng phải yêu mềm. Một tay lau nước mắt, một tay ôm lấy em chặt từ nay mãi về sau. Và anh sẽ ôm em trong tay, nói anh ở đây. Và anh sẽ ôm em trong tay, nói anh ở đây. Vậy tụi con làm gì mà khóc lóc um sùm vậy? Mẹ, người ta thả mẹ ra rồi hả? Mẹ sao mẹ được về vậy? Mẹ có sao không? Mẹ ơi, mẹ mới đi khám bệnh về chưa có kịp uống thuốc nữa, rồi nghe tụi con khóc la sùm ở trong này. Mẹ trời, con nói với tụi nó mẹ đi vô bệnh viện gặp thằng Phong, tức giận quá cho nên là mẹ đâm nó. Rồi mẹ bị công an bắt, cho nên tụi nó mới khóc dữ vậy. Trời ơi, sao chị nói gạt tụi em? Chị quá đáng thiệt á. Thì chị biết là em không biết diễn kịch, chị phải không nói với em. Em diễn phải thiệt là đạt thì nó mới tin chứ. Còn em nữa, chị chỉ muốn cho em biết cảm giác liên lụy mẹ là như thế nào thôi, để em tỉnh ngộ em ra. Mấy ngày nay mẹ vì chuyện của em mà suy nhược cơ thể, bây giờ mẹ bị viêm phổi luôn rồi đó. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, con biết lỗi của con rồi. Tại con bất hiếu, con khiến mẹ phải bán nhà, con làm cho mẹ buồn, rồi mới sinh bệnh vì con nữa. Thôi đừng lên, đừng có khóc nữa. Mẹ không có giận gì con hết á. Chỉ có điều là con đừng có suy nghĩ tiêu cực nữa. Biết bắt đầu cuộc sống mới, như vậy là mẹ mừng lắm rồi. Con hứa với mẹ, em hứa với hai chị, là bắt đầu từ ngày hôm nay, con sẽ không bao giờ làm mấy chuyện dại dột nữa. Con sẽ quên hết tất cả những chuyện cũ và bắt đầu một cuộc sống mới, để không khiến ai phải bận lòng về con nữa. Mặc dù con đường phía trước còn rất là khó khăn, khi mà tụi con quay lại thì lúc nào có mẹ ở phía sau hết. Tụi con cứ yên tâm, phải tự tin lên, đừng bao giờ nản lòng, nghe chưa? Mẹ ơi, mẹ con mới về. À, con. Dạ. Ông Trai á, bên nhà bên đó có gọi điện cho con không? Dạ không mẹ.
Con nghe nói là bên đó chuyển trường cho mấy đứa nhỏ qua học trường công rồi. Cái gì? Trời, vậy mạnh miệng lắm. Trường công đó cũng ok, cho nên con cũng đâu biết nói sao giờ. Mẹ cũng chóng mắt coi, coi bên nhà bên đó đó nuôi dạy hai đứa nhỏ làm sao. Thử hả, không tốt á, biết tay mẹ. Vậy là mẹ cũng thương hai đứa nhỏ quá trời đó. Con cứ tưởng đâu á, mẹ chỉ thương cháu trai thôi chứ. Nhỏ này, dù sao cũng là con của ông Bách. Con cháu nhà này không lẽ ông thương. Cái chính là mẹ ghét cái đám người bên đó đó. Cho nên mẹ phải soi kỹ thôi. Quán bar của em sao rồi? Em chuẩn bị đi gặp anh Hùng, chủ quán bar Sky. Ảnh định cư nước ngoài rồi, cho nên là sẽ sang nhượng lại quán bar. Em tới đó chơi mấy lần rồi, cho nên là biết lượng khách ở đó ổn lắm. Ừ, anh cũng có tới đó, thấy cũng ok á, tùy em thôi. Ồ, anh, còn dự án sân góp của anh sao rồi? Khi nào khởi công? Chắc tầm tháng 12 á. Ừ, anh ơi, hôm bữa em nghe anh nói là anh hợp tác với công ty Đại Á. Giám đốc tên gì? Có phải là Trần Trọng Thế không? Đúng rồi, sao biết vậy? Thì con Chi nó nói là dì Liễu Sydney của nó cũng hợp tác với công ty Đại Á, đầu tư 200 tỷ cho dự án sân góp ở ngoài Đà Nẵng á. Em có nghe lộn không vậy? Dự án này chỉ có bên mình với bên Đại Á thôi, làm gì có đơn vị thứ ba. Thì con Chi nó nói với em như vậy mà, làm sao mà làm được? Anh cũng biết dì Liễu của nó mà. Đâu đâu, con gọi điện hỏi thử coi. Dạ. Anh Bách, tôi nghe nè. Alo, anh Thế hả? Anh cho em hỏi thăm là cái dự án sân góp á, chỉ có bên em với bên anh hợp tác với nhau thôi, đâu có đơn vị thứ ba đâu đúng không anh? Đâu có. Vậy sao em nghe thông tin là chị Liễu Sydney gì đó chỉ bỏ vốn 200 tỷ vô để hợp tác với mình là sao vậy anh? Chắc là anh nghe lầm rồi đó. Làm gì có chuyện đó. Mà thôi, tôi đang bận một chút chuyện, có gì tôi sẽ gọi lại cho anh sau nha. Dạ ok, em cảm ơn anh. Sao anh hai? Nghe lầm rồi. Bên vườn rau của chú Thành, đầu tháng sau sẽ bắt đầu gieo trồng theo như thỏa thuận của hợp đồng. Với lại chú Thành ở đây á là chỗ quen biết với chị Dương, nên tôi cũng hoàn toàn tin tưởng chú. Dạ sếp, tôi cũng đã thỏa thuận xong hợp đồng với bên Bảo Linh rồi. Anh Vũ bên đó muốn hẹn sếp 3 giờ chiều nay để gặp mặt, để ký kết luôn. Nhưng có điều tôi không rõ là anh muốn gì nữa. Mà khi tôi nhắn lại với sếp là mời luôn Dương đi theo. À, chị Dương đây là bạn cũ của anh Vũ, chắc là mời đi chung cho vui thôi, chứ có gì đâu. Anh đừng lo, anh nhắn lại với anh Vũ là đồng ý nha. Dạ sếp. Vậy tôi về phòng làm việc đi sếp. Ok. Chào sếp. Chào em. Cái tên Vũ đó chắc còn để bụng chuyện hôm trước nên mới đòi tôi đi theo như vậy. Tôi sợ là họ sẽ làm khó mình đó. Theo những gì mà chị kể về anh Vũ thì tôi thấy ảnh là một người biết đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu. Chắc là không sao đâu, chị đừng có lo quá. Cũng hy vọng là như vậy. Chắc là anh Vinh cũng đã nói với anh về hợp đồng cho thuê kiosk của HV Max rồi đúng không? Ừ. Đây là hợp đồng đôi bên cùng có lợi. Chúng tôi cũng đang tìm những mặt bằng ở vị trí đẹp và giá rẻ phải chăng giống như là HV Max để mở thêm chi nhánh. Vậy thì chúng ta có thể tiến hành ký kết hợp đồng. Mình hợp tác với nhau á trên tinh thần thoải mái. Nhưng mà anh thử suy nghĩ coi, chuyện xảy ra giữa ba chúng ta thì tôi còn hứng thú để hợp tác hay không? Tôi nghĩ anh Vũ là người làm kinh doanh nên tách bạch giữa chuyện công và chuyện tư, phải đặt lợi ích công ty lên hàng đầu chứ. Đó là suy nghĩ của anh, không phải là suy nghĩ của tôi. Nếu như cô Dương bây giờ công khai xin lỗi tôi trước mặt của tất cả bạn bè hôm đó, thú nhận là cô Dương đây đang ganh tị với cuộc sống và hạnh phúc hiện tại của tôi, và cô Dương muốn quay trở lại với tôi nhưng mà bị tôi từ chối, nên cô ấy mới hành hung trả thù tôi. Lúc đó tôi và anh sẽ bắt đầu ký kết hợp đồng. Anh đừng có mơ. Cùng lắm thì tôi xin nghỉ việc, không làm ở HV Max nữa thì sếp không phải khó xử. Anh Hải,
công ty nào cũng có những quy định giống nhau. Muốn xin nghỉ việc thì phải chờ một tháng nữa. Ngay giây phút này, cô Dương đây muốn xin nghỉ việc thì vẫn phải làm theo hợp đồng lao động, là vẫn phải nghe lời anh thêm một tháng nữa. Anh Vũ nói hoàn toàn đúng. Cho dù chị có nghỉ việc cũng phải nghe theo lệnh của tôi. Sếp, tôi sẽ không bao giờ làm theo lời của Vũ đâu. Cùng lắm thì tôi bị phạt hợp đồng, bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ bồi thường. Công ty Vinh Vũ chưa ký hợp đồng thì lấy đâu ra thiệt hại để bồi thường? Nghe theo lệnh tôi, đi về. Anh Hải, chính anh đã nói với tôi phải đặt lợi ích công ty lên hàng đầu. Chẳng lẽ bây giờ vì cô ấy mà anh hủy ký kết sao? Anh sẽ phải hối hận đó. Anh nên nhớ thị trường của Bảo Linh đang ra sao. Đúng là tôi đặt lợi ích công ty lên hàng đầu, và tôi cũng mong đối tác là như vậy. Nhưng anh Vũ đang làm điều hoàn toàn ngược lại. Anh nghĩ thử coi, làm sao tôi có thể làm việc với một đối tác thiếu chuyên nghiệp như vậy được. Anh đừng cố bao biện, anh đang bảo vệ cô ấy thôi. Anh nghĩ sao cũng được, tôi không ký hợp đồng nữa. Chào anh, đi về. Đúng là phù đồng. Sếp, tôi xin lỗi nha. Không ngờ sếp lại vì tôi mà hủy hợp đồng với tên Vũ đó. Chị đừng có hiểu lầm, là tôi không thích tính của tên Vũ đó, chứ không phải là vì chị đâu. Nếu như lần này mà thằng Hải nó vượt qua được cái ải 6 tháng thì em phải trả lại cho chị 4 tỷ 7 lần đó. Từ trước tới giờ chị em mình hợp tác rất là ăn ý với nhau. Chị hoàn toàn tin tưởng ở em, cho nên em đừng có làm cho chị thất vọng. Em đừng có đẩy chúng ta vào đường cùng nha em. Chào chị Nhung. Không biết là hôm nay chị hẹn tôi ở đây có chuyện gì không, nhưng mà sao có con người nãy đây nữa? À, tôi nghe cô Dương nói là ông Vinh, phó giám đốc ở bên HP Max đang thương lượng hợp đồng với bên cậu đúng không? Đúng vậy. Dự kiến sắp tới á, chúng tôi sẽ mở thêm nhiều chi nhánh tại các siêu thị của HP Max. Một hợp đồng rất tốt, đôi bên cũng có lợi. Chứ anh cũng nhớ chuyện hôm trước, Hải đã giúp tôi chơi anh, và anh còn đồng ý hợp tác với Hải nữa sao? Trên thương trường không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi. Một hợp đồng béo bở như vậy, tại sao tôi phải từ chối? Thôi, cậu ngồi xuống đi. Dạ. Yeah. Tôi sẽ vô thẳng vấn đề luôn, không vòng vo mất thời gian của đôi bên. Tôi muốn là cậu không ký kết hợp đồng với HP Max. Đổi lại, tôi sẽ cho cậu một hợp đồng mới, béo bở hơn. Sắp tới, Hương Việt cần một lượng lớn nguồn lá trà để sản xuất nước uống đóng chai và các loại gia vị có tinh chất trà xanh. Đây là một hợp đồng rất lớn, rất béo bở với Bảo Linh. Chẳng phải từ trước tới giờ Bảo Linh là danh trà ở Bảo Lộc hay sao? Còn cái chuyện sản xuất trà sữa chỉ mới phát triển sau này đúng không? Đúng vậy. Ngoài trà sữa, Bảo Linh đang đẩy mạnh phát triển trà khô. Nếu được một đối tác lớn như Hương Việt thì còn gì bằng. Nhưng mà tôi vẫn đang thắc mắc một điều, là tại sao chị phải làm như vậy? Còn cô, chẳng phải đang là trợ lý của Hải hay sao? Anh không cần phải biết quá nhiều, chỉ cần nhận lời chị Nhung là được. Còn lý do từ chối Hải, tôi và anh sẽ cùng diễn một vở kịch để Hải không nghi ngờ. Nhưng mà em không chắc là Hải sẽ vì em nha chị. Em tin đi, chị rất hiểu con người của Hải. Tính tình nó thẳng thắn, lại hay giúp đỡ những người yếu thế, cho nên chắc chắn nó sẽ xa vào bẫy của chúng ta. Việc làm của em bây giờ là lên kế hoạch với cậu Vũ đi. Hải thật sự đã giúp mình rất nhiều,
nhưng mình không thể nào dừng lại giao dịch này. Còn nếu bây giờ bị chị Nhung siết nợ thì mình đào đâu ra tiền, rồi lại liên lụy đến gia đình nữa. Chị làm gì nhìn tôi dữ vậy? Tôi nói là không phải là do chị mà. Thì dù lý do gì đi chăng nữa thì cũng phải cảm ơn sếp một tiếng chứ. Nhưng mà bây giờ sếp tính làm sao? Mình không hợp đồng với Đờ Sinh, còn các thương hiệu Việt khác không ai qua Bảo Linh hết. Bây giờ tôi cũng chưa đưa ra được hướng để giải quyết. Nhưng nếu như mà ký hợp đồng với Đờ Sinh thì lại đi ngược với định hướng ban đầu đưa ra của công ty, là mình ưu tiên dùng hàng Việt. Vậy sao mình không tự làm trà sữa mang thương hiệu của siêu thị, giống như là bánh tươi vậy đó? Mình cũng đã rất thành công đó. Chị cũng biết thị trường trà sữa bây giờ cạnh tranh dữ lắm, rủi ro cao. Chẳng phải sếp nói muốn mang lại dấu ấn riêng cho siêu thị sao? Dù sao thì sếp cũng chỉ còn có 6 tháng, sao không thử liều lĩnh một lần? Kinh doanh là phải mạo hiểm, không phải như vậy sao sếp? Cứ thử xem sao. Sắp tới, Hương Việt sẽ cho sản xuất nước giải khát đóng chai. Chứng tỏ là tổng công ty cũng đánh giá cao về phân khúc này. Nhất định là sẽ rót vốn vào cho chúng ta. Nếu như lần này thành công, thì siêu thị của mình sẽ bước sang một trang mới. Không cần phải lo sợ chuyện bị đóng cửa nữa. Tôi thấy khả năng rủi ro rất là cao. Thương hiệu mới thì làm sao mà cạnh tranh với các thương hiệu nổi tiếng quen thuộc được. Chi phí marketing bỏ ra sẽ rất là cao. Anh Bình, anh từng làm cho trà sữa của FK. Tôi sẽ giao cho bộ phận của bên anh pha chế và thử nghiệm trước. Nếu như mà đạt chuẩn thì sẽ chính thức đưa vào các kiosk. Thú thiệt thì cái việc mà pha trà sữa nó không quá phức tạp, nhưng mà để tạo được cái hương vị riêng á thì tôi thấy tôi chưa đủ tự tin. Anh Bình, chẳng phải anh đã từng chia sẻ là anh rất có hứng thú trong việc sáng tạo ra những công thức mới sao? 5 loại bánh vừa rồi của anh cũng được khách hàng yêu thích mà. Anh phải tự tin lên chứ. Với lại chúng ta cũng còn 2 tuần nữa đợi tổng công ty phê duyệt và hoàn thiện kiosk, cho nên không có gì áp lực hết. Đúng vậy. Hiện tại á là ngoài chi nhánh này, chúng ta sẽ còn 3 chi nhánh nữa là ở quận 5, quận 1 và quận Bình Thạnh cũng sẽ xây các kiosk, và sẽ đồng loạt triển khai vào tháng 9 này để bắt trend mùa thu. Tôi nghĩ là cần phải có một vài món nước phá cách theo chủ đề này để thu hút giới trẻ. Và đây cũng là thế mạnh sáng tạo của anh. Anh cứ tự tin lên.
Dạ. Vậy thì tôi với bộ phận bếp á sẽ cố gắng hết sức. Cậu Bình có thể thử nghiệm trước, nhưng tốt nhất nên đợi tổng công ty phê duyệt rồi mới cho chạy marketing để tránh rủi ro. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành bản kế hoạch trong buổi tối này. Ban tổng giám đốc rất bận, không thể họp được trong tuần này. Tôi sẽ gửi bản kế hoạch cho từng người xem qua trước. Nếu như mà đa số đồng thuận thì tôi sẽ xin ý kiến của bà tôi thông qua luôn, không cần phải họp biểu quyết, để kịp ngày khai trương các kiosk. Chúng ta sẽ hợp tác với Mega bởi vì họ có rất nhiều các loại nước uống mà giới trẻ đang yêu thích. Ví dụ như là sinh tố xoài Mexico, Mecanada, trà nhiệt đới, cà phê cây muối. Thôi cũng trễ rồi, mọi người tranh thủ về trước đi. Dạ, và chúng tôi về trước. Anh, sao rồi anh? Em không ngờ chỗ quen biết mà hắn lại làm như vậy. Thằng khốn nạn đó, nó lừa anh. Lừa luôn thằng Thuận bạn anh 10 tỷ. Thằng Thuận nó nói với anh là bà con, cô bác, bạn bè nó lừa hết không chừa một ai. Thiệt là khốn kiếp. Thôi anh đừng có buồn nữa, từ từ rồi cũng có cách giải quyết mà. Sếp, tôi tổng hợp thêm số liệu về sự thành công của Bảo Linh cho sếp nha. Ủa, sao chị chưa về nữa? Tôi phải phụ sếp chứ, sao về được. À sếp, tôi nghĩ là mình nên thêm trường hợp của Mega để ban giám đốc có thêm cơ sở, nghĩ là mình sẽ có khả năng thành công. Sếp thấy sao? Ok, ý này cũng tốt đó. Tôi đặt cà phê cho sếp luôn nha. Một tặng một chứ gì, tôi tự mua được. Cảm ơn chị nhiều. Thức uống đang được giới trẻ yêu thích nè. Anh không uống thì thôi, tôi đặt một mình. Tôi uống. Ủa? Nhưng mà ngày hôm nay đâu có áp thấp đâu. Sao tự nhiên mà chị tốt với tôi vượt mức cho phép vậy? Thì dù sao sếp cũng giúp tôi trong vụ của tên Vũ Trạng Dương mà. Tôi cũng phải biết điều với sếp chứ. Ai nói người đàn ép thường sống thảnh thơi chứ. Hy vọng là sau 2 tháng thử việc thì em hoàn thành tốt và chúng mình là đồng nghiệp của nhau. Vậy là em được nhận hả chị? Ừ. Tới 2 tuần sau á là em bắt đầu nhận việc. Hay là bây giờ mình bán online đi mẹ. Từ khi anh nhìn thấy có ổn không con? Con thấy với tình hình như vậy bà Đào sẽ còn phá mình nữa. Với lại mình không biết khi nào mới tìm được mặt bằng. Chi bằng bây giờ mình cứ bán online để tìm thêm tiền chi tiêu nữa mẹ. Chị Hai nói đúng đó mẹ. Mẹ chỉ cần nấu cơm thiệt là ngon thôi. Còn chuyện đó hả là quảng cáo hay giao hàng mẹ cứ để tụi con lo cho. Mẹ, bây giờ con cũng chưa kiếm được việc làm, để con phụ mẹ. Em cũng nghe nói là công ty này mới mua lại hồi mấy tháng trước. Sếp mình là Việt kiều, ở Úc mấy chục năm rồi. Đây là lần đầu tiên sếp ở Việt Nam để đầu tư. Công ty của sếp ở bên Úc lớn lắm em, tài chính rất là mạnh. Sếp vừa mới thu mua một cái resort 5 sao trên Đà Lạt. Đúng là trời đã giúp mình. Chi phí lần này cho các kỳ Úc rất là lớn. Cho nên nếu như mà dự án lần này thất bại thì chắc chắn là Hải sẽ bị tất cả các cổ đông công kích và buộc phải đóng cửa siêu thị.